vừa nãy đang nhờ em làm hội mà làm gì ở đây mang về của dân đấy của mai nhưng mà ông ngồi đây này tên là Mạnh đâu đấy nhưng ra ngó hay đấy đấy giỏ xe này. Giỏ xe là chở hoa sim này đấy. Dưới là linh sàn đẹp quá bác này là mạnh nhất chợ đấy à được đấy cây nào thôi nào cây nào đưa bán rẻ này đấy cây mẫu đơn đơn lấy lô làm lãi đây này lấy lô làm lãi đây à cây bông trang cây bông trang sim sim tím đấy. Chúc mừng bác một xe hai cây những chiếc giỏ xe chở đầy hoa sim này. Ông Nhạn đang hỏi bao tiền kìa. Dạo này ông quan tâm đồ nhiều tiền đấy. Nuôi khoảng độ 2 năm nữa. Thì bác Cương nhỉ, báo giá anh em trên mạng là bao nhiêu nhỉ? 35 triệu. 35. Đấy. Không có được. Đấy. Nhờ. Giá mà mình được đục cái sẹo này thì chắc nó khác. Ok, có sao thì dùng vậy. Đầm lùn. Cao con này chắc chỉ 35 chứ mấy. Cao con này... Đấy, 37. 37. 37. Cơ bản cái chậu này nó sâu lòng của nó to. Chứ cây này một mình nó về được. Bóng con này 50 này. 50. Chậu này chắc khoảng 7... Khoảng 65 ấy nhỉ. Chu vi 62 62 với 40 62 với 46 đó. Nói chung chậu này chậu chứa nhiều đất đấy. Đấy. Có khi xoay vòng nhỉ xoay vòng được nhìn bề vệ đấy tay cúp nó đấy. Đồ này đưa ở Ninh Bình về sao đấy mà bắt ở Nam Định này. Đấy, đặc xịt. Món này thì đặc xịt. Nhưng mà mặt chơi nó vẫn phải là mặt kia chứ. Đúng rồi, mặt chơi kia. Cái này chơi một mặt thôi. Kể cả mặt này có đẹp cũng chơi mặt kia. Đấy, rồi bác lại trả lại nguyên trạng cho nó đẹp. Còn cái dữ liệu nữa này, ừ. Nó chắc khoảng 2 phân nữa là thùng. Bây giờ kiếm đúng cái hộp mà nhét được vào cho dễ nó xuống đây, luồn cái dễ sang đây nữa. Đi đây. Đi đây. Nuôi nó mỉm vào ngay mà. Thằng này rút lên, thằng kia rút xuống. Có dễ mà kéo thì có mấy. Đấy, lần này chân càng ổn. Gấu mèo nó là một phôi thụ đấy chưa ngon đấy ngon vẫn để hàng ở Ninh Bình chưa cơ để ta xuống đấy chơi nhở ủi xa quá đi đâu được xa bây giờ đâu đây thì bao nhiêu bác con đấy 16 triệu si đây à, si, si già đây già trắng đấy đấy si già si già đây con đẹp đẹp này chưa ấy nhỉ đang khỏe à, con đẹp đẹp này mà chưa có người bế tay chốt con này nhanh tay chốt hết rồi khỏe nhỉ nhìn khỏe nhỉ lá điển non nó sướng nhỉ đấy mùa này quê bắt đầu lá xấu lắm nhưng mà điền mùa này rồi vừa về mấy con về một mùa ba một đôi trực cổ với một con long mùa ba một con dáng làng nó to bảy đấy kìa trên quê dáng làng đẹp lắm đẹp kinh điển đẹp nhất hội chợ đấy à, nhưng mà to to có một xe ô tô chở con bay ra hai bên mình bay trước sau hay đấy rồi xuống thì con này lên sóng thì con đấy đẹp lắm
Đấy, tiếc quá. Nếu cho lên đây thì phải hay. Không cho được, đôi trực cổ, tay dâng đấy. Ôi trời, nó dễ hơn. Cũng làm điền đây. Chưa có quay đây rồi. Nhìn anh nhìn con này gấu nha. Ăn nước hết rồi đấy. Đồn nhanh rồi. Ăn nước hết chân vật. Đồn này. Hai tay. Đấy. Đồn này. Ăn nước hết xung quanh. Đồn này nảy dễ lắm. Con này cứ ra lựa mầm nhưng mà kéo thôi thành con làm con hàng. Sumo, đơn sumo. Con này không bảo bao tiền quê bố. Nhập cả 5,5 triệu rồi, được hơn thì bán. Đấy, cộng tí là bán. Tí là bán. Đấy, nhìn chưa? À. Tròn lặn đấy. Tròn lặn. Tròn lặn. Đẹp đấy. Ok bác, ở dưới kia có chạy hàng không? Có tí nữa lại về đi mình. Ông bảo dưới có chạy hàng không? Dưới đây mới mở hàng thôi. Mới bán được cây. Con này thì bao nhiêu rồi bác? Con này 20 triệu. 20. Ba mai đó. Liền đấy chứ không đóng ghép gì đâu. Liền. Không đóng ghép gì đâu. Đúng bản. Đấy. Gấu mèo đây này. Hai con đấy về được. Rồi, ok. Ok bác. Con này nuôi 2 năm nữa giật mình. 2 năm nữa giật mình. Ờ, chúc bác giao lưu thành công. Xe bên này xe cũng nào nhỉ? Xe Hoàng. Con này mới sao nhỉ? Xe Hoàng. Hoàng Văn Giang. Ờ. À, ngồi đằng kia đâu. Chứ ông Tùng có gọi điện cho Tuyền không? Tùng Bình á. Tùng Bình ý. Có gọi nhiều lắm nhưng mà bận chẳng cái này. Hỏi cái gì ạ? Không, ông mình đăng lên ông hỏi con Thi. À, đúng rồi, có hỏi. Hỏi con Thi đăng và... hỏi con Thi xong rồi á. Đúng, ông hỏi con Thi bảo là cháu thấy có được không? Được. Ông ngon thấy lắm. Ở bài. Ngon lắm. Cháu thấy ở video. Ừ. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đi đã bán chưa? Hay là vẫn chưa. Là vẫn ở dưới kia? Hôm đấy khách nó chốt thế là thôi, ông ấy bảo thôi vẫn lại cho chú. Đầu tiên thì nghe nhầm, xích. À. Nghe tiếng nó na ná. Nhưng mà ông cùng lấy rồi gì? Mình cùng lấy, vẫn lại cho. Không được, cùng giờ này ông vào áp lắm. Vẫn lại cho ông ấy kiếm. Cùng và bán nhanh lắm. Đồ ở nhà khiếp lắm. Đồ ở nhà này, cũng cả nhà thì nuôi cây. Khiếp lắm, mày. Đó đó. Đấy, nhìn làm sạch sẽ, nhìn ghê chưa? Bác thấy ghê không? Cứ rêu riếc vào sạch sẽ. Rêu riếc sạch sẽ là ok. Đấy. Đấy, muốn đi anh. À, đây. Đẹp quá, cái này bao tiền đấy bác? Có phải cây của em đâu, em đi chơi mà. Chả biết của ai. Cứ đầu màu. Chậu như là đấy, anh hỏi chậu em bảo. Chậu? Em bảo em bằng 165 lưu tính ấy. Đúng. Có hỏi mấy cái chậu nhưng mà chưa qua được. Thấy chậu, toàn chậu đẹp đấy. Chậu bác qua em chơi. Nhất chi. Chậu đẹp, chậu bác đẹp đấy. Đấy, các bác nhìn này mà trồng ở dưới đất mà thùng xốp thì bẩn bẩn nhưng mà cho lên đây này. Có cái chậu đằng ngoại, thực tế cái mẫu chậu đẹp đấy. Mẫu chậu này không phải mình đẹp. Đấy. Làm tí rêu nữa, cây cũng phải làm sạch các bác nhé. Sạch thì người nó đã thoáng thoáng rồi nó lại, nhìn nó đã ngon rồi. Đấy, ngon đấy. Anh à, đi ra chợ sớm đi.
cà phê nào. Hai cà phê. Hai cốc sống cách nhau đấy. Cà phê nào. Vả. Một vả đấy. Vả này nuôi là có quả đấy. Không phải vội. Không phải, cái vả thường nó ra quả dưới trước. Con này đổ rất hay này, nhưng mà hình như là đóng, à đúng rồi, đóng thì có định gì rồi, đóng đóng dị nhỉ, đóng dị đấy các bạn. Thật ra béo quá, béo quá. Ok các bác, đầu giờ sáng có cái bác này mới thì không biết là ở đâu ra, với tên gì, để hỏi sau các bác nhé. Hôm nay vẫn bác cả đến từ Bắc Giang, một ngày một sáng bán mấy chục cây đi rồi, bây giờ xe vãn rồi sang khu vực khác các bác nhé, sang khu vực Viễn.